của nhà cái Hương hôm nay mà thổi như sôi luôn. Cái mùa gạo như là nó bây giờ cứ bảo là người. Bây giờ cứ gạo, nó biết gạo thì nó bỏ gạo ở nơi nó ngon lắm. Đúng rồi, đây là các chị em nấu cơm ở bếp Nghĩa Tình ấy. Một bạn sinh viên năm 3 cùng một bạn lớp 10. Bạn bên này là lớp 10. Bạn không đội mũ là lớp 10. Đây là trường mầm non, nơi 30 bác sĩ ở Bắc Giang về hỗ trợ cho phường Việt Hưng. Đây là 50 suất mang đến. Người ta quê Bắc Giang đấy nhá, quảng cáo hay này. Là chở 30 suất trước đến đây và 20 suất tiếp chở tiếp đi. Một bạn tình nguyện đang lên gọi bác sĩ xuống để nhận cơm. Đây là một bạn tình nguyện khi mà giao cơm cho các bác sĩ. Các bác sĩ thì chưa làm việc gửi lại. Nhắn nhủ lại bài câu lưu tư. Ôi tim, rất nhiều tim.